Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mình lại là Trí Thành, học sinh lớp 5K, trường tiểu học Khương Mai. Và hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một chủ đề có lẽ là hết sức nổi tiếng, một nhân vật có lẽ là khá quen thuộc với tuổi thơ của rất nhiều người và ngay cả những bạn trẻ bây giờ vậy. Và các bạn hãy đoán xem đây là nhân vật nào. Mình xin nói một chút, đây là trang bìa đầu tiên của bộ truyện này, là tập 35 và tập 45. Nếu như các bạn, những ai đang nghĩ trong đầu là chuyện Doraemon hoặc là nhân vật Doraemon thì đúng rồi đấy. Đó chính là Doraemon và cũng là chủ đề hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn. Đầu tiên thì mình xin nói về lịch sử của chiếc nhà máy này tại Nhật Bản và Việt Nam. Vào năm 1969 thì tác giả Fujiko F. Fujio đã đăng một tờ quảng cáo trên tạp chí của ông, tạp chí học sinh lớp 4, và là sau trang cuối của bộ truyện Hoàng tử quái vật, là có giới thiệu một nhân vật mới và sẽ phát hành vào tháng 1 năm 70. Và cuối cùng thì nhân vật Doraemon của chúng ta đã ra đời và phát hành trên tạp chí Bé Hoan, Nhi Đồng, học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4. Sau đó ông còn đăng thêm cả lớp 5 và lớp 6 nữa. Và tổng cộng một tháng ông phải làm tới 6 đến 8 bộ truyện. Thật quả là một kỷ lục thời Nhật Bản bấy giờ, và ông đăng truyện theo hình thức là truyện dài kỳ. Ngoài ra thì các tác phẩm của ông có đăng trên tạp chí Shogakukan Book hay là Terebikun cậu bé truyền hình, và cả Kokoro Comics, còn vài tạp chí nữa mà mình sẽ không đề cập đến trong phần này. Vào năm 1974, để phục vụ nhu cầu của các khán giả từ đầu đã không theo dõi Doraemon, hay là không có nhu cầu theo hoặc là không thể theo dõi do điều kiện, thì ông đã xuất bản tập 1 của bộ truyện này theo thứ tự xuân hạ thu đông ngay trong một bộ truyện. Và tất cả câu chuyện trong đấy không lấy đâu xa lắm đâu, nó chỉ từ các tạp chí và ông chỉ gói gọn vào, sửa sang một tí là được rồi. Vào năm 1980 thì ông cũng đã xuất bản bộ truyện dài đầu tiên, đó chính là Chú Khủng Long của Nobita, dựa theo nguyên tác của một tập truyện ngắn cũng được cùng tên là Chú Khủng Long của Nobita. Vào năm 1973 thì ông cùng với một số đồng nghiệp hợp tác với một đài truyền hình xuất bản bộ phim hoạt hình đầu tiên, nhưng mà kết quả là thất bại không như mong đợi, bởi vì đài truyền hình bị cháy nên một số tập phim bị hỏng hoặc là bị mất âm thanh, thậm chí lại còn không có màu. Nhưng thực sự mình nghĩ đọc đến đây thôi mình có thấy đủ thảm hại rồi, và có lẽ chắc ông cũng không bị khuất phục. Và 3 năm sau, năm 1976, ông đã ra mắt bộ phim hoạt hình thứ hai và kết quả là thành công và được sự đón nhận của rất nhiều khán giả. Và năm 2020 thì để kỷ niệm 50 năm ngày sinh của chú nhà máy này thì Nhật Bản và một số nước khác trên thế giới đã làm những vật lưu niệm hoặc là những đồ dùng như kiểu là giày này, hay là một bộ truyện tập không là một bộ tập truyện đặc biệt đánh dấu viết về những tác phẩm đầu tiên mà ông Fujiko F. Fujio đã đăng trên tạp chí, và một số tác phẩm khác, còn cả hành trình ông sáng tạo ra chú mèo máy này nữa. Ngoài ra một chú gấu bông rất là dễ thương của các bạn, và cả một tuyển tập là Doraemon, tuyển tập những người thân yêu có lẽ là rất đặc biệt vì nó về tuổi thơ và cả hành trình lớn lên của tất cả các nhân vật trong truyện. Còn đối với Việt Nam thì vào năm 1994 ông đã sang thăm Việt Nam để nhượng quyền bản quyền truyện Doraemon cho nhà xuất bản Kim Đồng. Lúc đấy thì ông đang bị căn bệnh ung thư hành hạ, nhưng ông vẫn cố gắng nở những nụ cười với trẻ thơ và tặng một số tiền cho nhà xuất bản Kim Đồng để họ thành lập hội khuyến học Doraemon. Nhưng sau đó khi ông về Nhật Bản, ông sáng tác tiếp một bộ truyện dài ông đang sáng tác dở, nhưng không may sau đó ông qua đời và đội ngũ biên tập đã sáng tác tiếp bộ truyện đấy. Tiếp theo mình xin nói đến bối cảnh truyện Doraemon. Như các bạn đang thấy trong bản đồ này là bản đồ mà nơi của các nhân vật chính đang sống, và đây cũng có đánh dấu nhà của Suneo, Shizuka, Dekisuki, Jayan và Nobita. Và mình thấy các ngôi nhà này khá cổ lắm, chỉ có 2 tầng thôi, cao ít nhất cũng phải 5 hoặc là 4 tầng, vì đây chính là thành phố Tokyo
những năm 70. Và ở đấy thì cũng có nhóm bạn, mọi thứ sinh hoạt rất tiện lợi. Và cũng có cả rạp chiếu phim như bây giờ. Và nhà và Nobita thì sống trong một căn nhà như thế này đây. Có lẽ là khá quen thuộc với những fan hâm mộ Doraemon rồi. Sống trong một ngôi nhà thuê ở phố cổ. Nhưng mà cậu bé Nobita chẳng hiểu giống ai. Mà đi thì lại không may lọt cống hay là thường xuyên rớt tiền một tuổi. Hơn nữa là có vẻ như trứng ngỗng là món khoái khẩu cậu ấy rồi. Luôn luôn đạt điểm không cho các bài kiểm tra của trường. Với lại chơi thể thao cũng kém, làm gì cũng dở tệ. Vì thế cho nên chắc Chewashi là cậu bé này rất phàn nàn và rất là khó chịu. Bởi vì sau này Nobita đã cưới phải Yaiko, em gái Jayan, và sống một cuộc sống nghèo khó. Cho nên là cậu chắc đấy cậu không cam tâm. Cậu đã gửi Doraemon về cho Nobita để mong rằng Doraemon có thể giúp Nobita để thay đổi tương lai của mình và cưới được người mà cậu mong muốn, đó chính là Shizuka. Bây giờ mình sẽ giới thiệu nhân vật trong truyện. Bây giờ đầu tiên là Doraemon. Có vẻ như là các bạn ai cũng quen thuộc rồi đúng không? Cậu bé một chú mèo máy màu xanh nước biển. Và tự nhận có lẽ là cậu lần đầu tiên gặp Nobita, cậu tự nhận mình là mèo, trong khi Nobita lại nói là con chồn. Mình nhìn cũng có vẻ thấy hơi giống chồn. Nhưng vì sao cậu là mèo máy? Bởi vì hồi còn được sản xuất ở nhà máy thì cậu có mang một thân hình là có đôi tai bên trên, và toàn bộ màu da của cậu là màu vàng. Nhưng mà tiếc là một lần cậu đã bị chuột ăn mất tai. Do đó vì quá đau khổ, cậu đã uống nhầm một loại thuốc khiến cho cậu khóc 3 đêm và 3 ngày 3 đêm, khiến cho toàn bộ màu da của cậu thêm xanh như thế này. Tiếp theo là Nobita, một cậu bé gần như là không có điểm tốt gì ngoài đạo đức cả. Bởi vì cậu ấy học giỏi, làm việc gì cũng chẳng nên hồn. Nhất là sợ mẹ, sợ thầy giáo, sợ Jayan, sợ Suneo, sợ tất cả mọi thứ, mình không thể liệt kê hết ra được. Và cậu rất thân với Shizuka. Chỉ có tiếc là Shizuka đây lại hơi thân thiết với Degisuki một chút, nên đôi khi cậu phát ghen lên được. Còn Shizuka là một cô bé nhí nhảnh, thông minh, ai ai trong lớp cũng mến mộ. Và thành tích học tập có lẽ là đứng nhất trong lũ bạn, không kể Degisuki. Cô bé thích ăn khoai lang nướng, đấy là thích nhất. Còn lại là bánh kem, có lẽ là phô mai và một số đồ ăn khác nữa, cả sushi nữa. Nhưng cô bé có thêm một sở thích nữa rất là kỳ lạ, đó là yêu sạch sẽ. Yêu sạch sẽ có gì là sai nhỉ? Nhưng mà theo cái nghĩa là cô bé tắm 7 hoặc là đến 8 lần trong một ngày, một cái điều mà người bình thường có muốn cũng không muốn làm. Tiếp theo là Jayan, tên thật là Goda Takeshi. Tên của cậu ta có nghĩa là to lớn, với lại là hay đánh đấm bắt nạt bạn bè. Và chính xác cái tên này đã nói cho mọi người biết về cái tính cách của cậu ta. Và cậu ấy còn có những cái hành động đánh đấm bạn bè đến nỗi đôi khi là xây sở mặt mày, hay là chỉ ngứa tay ngứa chân thôi. Bạn đánh đấm làm cho bạn bè sưng vù hết cả mặt lên, thậm chí đôi khi phải dán băng đầy mặt lên. Nhưng mà cũng có mặt tốt là biết quan tâm đến em gái và bạn bè. Hơn nữa cậu này lại nghiện ca hát, đến nỗi là có một giọng hát kinh tởm. Đến lần nào mà cậu tổ chức một buổi độc diễn thì tất cả mọi người chạy tán loạn hoặc là cố gắng bịt tai vào để không nghe tiếng hát của cậu. Cuối cùng là Honekwa Sudeo, một cậu bé có thể gọi là giàu nhất trong hội và có đầy đủ mọi thứ, thậm chí cả truyện tranh. Cậu có đầy đủ tất cả các bộ truyện tranh từ khắp nơi trên Nhật Bản, không có gì cậu không có cả. Tuy nhiên cậu lại mắc bệnh khoe khoang, sĩ diện, lại còn nịnh bợ. Hơn nữa cậu lại có một bệnh nói dối, một cái bệnh mà có lẽ là rất xấu với những học sinh tiểu học. Bởi vì nhiều lần cậu nói dối, cậu làm những hành động sử dụng các cái tính cách mà mình vừa nêu trên, làm cho đám bạn của Nobita, thậm chí là cả lớp tức đến mức xì khói, còn chẳng muốn gặp mặt cậu ấy nữa. Bây giờ mình sẽ chia sẻ một số sự thật thú vị về nhóm bạn Nobita và cả câu chuyện nữa. Sự thật ở đây thì có lẽ là cũng rất nhiều người biết thôi, đó chính là Degisuki không bao giờ là thành viên trong các cuộc phiêu lưu của nhóm bạn Nobita. Bởi vì đơn giản thôi,
cậu ta là một người học rất giỏi này, chơi thể thao cũng rất giỏi này, lại còn thích nấu nướng, làm món gì cũng cậu cũng làm được. Nói chung là con nhà người ta. Hơn nữa, cậu làm mọi gì, mọi thứ gì cũng đều trong một nốt nhạc. Cho nên còn, nhưng mà cũng không vì thế mà cậu có ấn tượng lu mờ với khán giả đâu. Cậu ấy lại còn rất là được hâm mộ khi mỗi lần xuất hiện, nhất là khi được khi mà cậu được lên TV như kiểu là cuộc thi chó khỏe đẹp này, hay là về cậu tìm được hóa thạch của một loài khủng long, vân vân. Và có lẽ mình nghĩ cũng chỉ vì những lý do đó thôi mà cậu đã cũng không được đi theo nhà bạn Nobita trong suốt các cuộc hành trình như kiểu khủng long cổ dài của Nobita này, hay là Nobita xứ sở nghìn lẻ một đêm, hoặc là Nobita và hình như là cuộc đại chiến nàng tiên cá nữa. Và nổi tiếng nhất một cái câu chuyện đó chính là Degisuki là thành viên thứ 6 trong nhóm bạn ở bộ phim Doraemon chú khủng long của Nobita, được ấn phát hành lần đầu tiên ở Nhật Bản vào năm 2006. Thì cậu ấy hoàn hảo tới nỗi làm việc gì chỉ cần một nốt nhạc, nhiều lần cứu nhóm bạn khỏi nguy hiểm và cho nhóm bạn biết cái này cái kia. Có lẽ mình thấy cái bộ phim đấy nếu mà được công chiếu ra, nó lại trở thành một bộ phim riêng về chủ đề giáo dục hơn là cái bộ phim hoàn hình, và nó sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị, và cậu ta đã không góp mặt trong bản thảo cuối cùng của bộ phim. Ngoài ra thì các nhân vật để được xây dựng từ một khuôn mẫu khác nhau, nhưng mà riêng Degisuki lại khuôn mẫu hơi giống Shizuka một chút thì phải. Nói về tính cách thì mình không nói làm gì, nhưng mà về khuôn mẫu thì nếu như mà để hai người này bên cạnh nhau rất lâu thì có lẽ nhiều người sẽ gây nhầm lẫn, tưởng đây là Shizuka, đây là Degisuki. Và vừa rồi là phần trình bày thuyết trình của mình, và mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Mong rằng các bạn sẽ có những ý kiến đóng góp về cho mình để bài này có thể hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.